Con này đang đi rửa xe mọi người. Em bơi bơm khá là mạnh, phụt sạch hết tất cả các loại bụi bẩn đi nhá. Cũng chạy khá là lâu rồi mọi người, về mấy năm rồi đấy, dòng xe này khá là lâu rồi. Quay GSX này dòng Honda nha mọi người. Dòng Honda thì máy của nó cũng khá là bền. Nó cũng tiết kiệm nhiên liệu mọi người ạ, ăn ít xăng. Đây bác rửa khá là tỉ mỉ nha mọi người. Cái này bác này vào ghé vào nhà sửa gì đấy, nhưng mà bác chủ quán là không lấy tiền rồi, bây giờ lại mượn cái vòi này để rửa xe luôn. Đấy, sạch sẽ nha mọi người, tiêu chuẩn. Nước đầy, nước tràn rồi ạ. Đấy, cái lu đựng nước xích nó hơi bị rão, bây giờ mình tăng xích lên mọi người. Nó hơi rão rồi, tăng lên nhà tầm một tí nữa là được. Bà đang ngồi hóng mát.
Đây, cái này nó có khớp của nó đây. Đấy. Cho nó đều đều là được. Gần hai mới chặt xích. Gần hết rồi đó. Em gửi tiền em bao tiền đây? 90.000. Em gửi tiền. Mua điện thoại không? Em xin. Điện thoại hỏng. Bác vẫn đang ngồi hóng mát một tí nữa, chưa về. Bình ra 107, 108. Tôi đang bò 107, 108. Thật, đi qua bao nhiêu đại lý rồi đấy.